Thờ cả nội cả ngoại thì bắt buộc phải hai bàn thờ khác nhau. À, thế à? Vâng. Chứ không bàn thờ. Không chung được đâu, anh mà chung thì sẽ một bên không về được. Thế là cứ có một bàn thờ thì mình thờ họ nội cùng với bát hương của thần linh đúng không thầy? Vâng. Có anh hỏi về bàn thờ gia tiên nội ngoại. Thực ra với cái trường hợp các bạn muốn thờ nội ngoại thì phải lưu ý là bàn thờ bên nội bao giờ cũng vẫn phải có ba bát, một bát thần linh này. Tôi vẫn gọi là thần linh chung nhé, tại vì thông thường mọi người vẫn thờ thần linh mà. Còn nếu mà xem hết clip của tôi thì tôi thay bằng Thái Thượng Lão Quân rồi này. Thì ít nhất có một bát thần linh hoặc Thái Thượng Lão Quân, một bát bên gia tiên đúng không, một bát bà cô đấy, hoặc là dân gian gọi là bà cô mãnh, không mọi người bắt bẻ đấy, là tùy mọi người nghĩ đúng không. Đấy là bên nội thì bắt buộc như thế. Còn bên ngoại các bạn muốn thờ thêm thì bắt buộc phải một cái ban khác, có thể là nhỏ hơn, có thể là cao bằng to bằng, hoặc là cũng cao bằng nhưng mà nhỏ hơn tí, tại vì là chỉ có một bát thôi mà. Bắt buộc phải tách riêng ra như vậy, còn để chung một phòng thờ được đấy. Còn nếu mà các bạn muốn tiết kiệm, các bạn để trên một bàn thờ nhé, để chung một bàn thờ mà, hoặc là có nhiều nhà tôi thấy là họ tiết kiệm, họ xây bậc cao này xong họ nối xuống dưới như này, tức là nhưng mà liền thành một khối thì vẫn là bị tính là dính nhau các bạn nhé. Mình phải có một cái khoảng không tách biệt. Đấy, người âm người ta kỹ tính lắm các bạn đừng nghĩ là ối giời ơi tôi làm thế nào cho được. Nói chung là càng tiếp xúc thì các bạn sẽ thấy là người âm bình thường với chẳng hạn là bố mẹ ông bà các bạn bình thường trên trần thế khó tính như thế nào, thì các bạn phải tưởng tượng là khi xuống họ sẽ khó tính gấp nhiều lần. Ví dụ ở trên trần này ra này họ dễ tính thì xuống dưới họ cũng rất dễ, nhưng mà bình thường trên này họ mà khó tính thì xuống dưới cực kỳ khó luôn, tại vì là còn rất nhiều những người khác nữa mà, các bạn hình dung không? Nếu mà lập trường người ta không vững, bình thường trên dương thế lập trường không vững hay đi nghe các người khác, thế là xuống dưới âm thì tất cả rất nhiều, dân gian còn gọi là hội đồng bà cô rồi hội đồng gia tiên đúng không, thì là người ta bị ảnh hưởng tâm lý thì người ta còn khó tính hơn rất nhiều, người ta yêu cầu rất nhiều thứ các bạn nhé. Tôi kể ngoài lề một chút mà trong nhiều clip khác tôi nói rồi, ví dụ là các bạn đi ra mộ thôi, riêng các bạn đi ra mộ, ví dụ mà có đường để đi nhá, các bạn không đi theo đường, các bạn nhảy hàng rào vào, nhảy qua cái rào vào, các cụ dỗi không về luôn, các bạn thắp hương không về luôn nhé, nói cho các bạn hình dung. Tất nhiên là ví dụ với nghĩa trang nó chỗ nào cũng phải leo trèo đúng không, nó chật kín thì lại không sao, thì người ta lại không trách. Nhưng mà nếu mà có đường đi đàng hoàng vào, các bạn không đi đàng hoàng vào, chỉ ví dụ 10 người về với mộ, chỉ một người nhảy qua hàng rào vào, người ta dỗi người ta không về, nói cho các bạn biết độ khó tính độ khó tính như thế nào. Nên là các bạn đừng có nghĩ là ở trên nhà, ví dụ nhà tầng nhá, các bạn cứ nghĩ dễ là tôi ở trên tầng bàn thờ tầng 3, các bạn mở cửa sổ ra phát thắp hương các cụ bay vào, không bao giờ luôn. Các bạn không mở cửa ở bên dưới, không một gia tiên hay chân linh nào về đâu các bạn. Các bạn cứ test cho tôi, nhà bạn nào có điều kiện lắm tầng đúng không? Nhà tôi nghèo, tôi ở chung cư, nhà bạn ở 2-3 tầng giả sử như thế, bàn thờ bên trên, xong các bạn khóa cửa bên dưới lại, các bạn lên các bạn thắp hương, thắp xong các bạn cầm tấm lòng đỏ xem, không bao giờ về luôn, cực kỳ khó tính. Nên là các bạn đừng cứ nghĩ dễ là em thích làm thế này thì em làm, không thích được đâu các bạn, có khi các bạn xin gãy lưỡi, có khi người ta cũng không về. Và cái việc tại sao nội và ngoại phải tách nhau, tôi nói về một độ khó tính là một, hai là người ta cái độ tự ái của người ta còn rất là cao luôn.
bình thường sống với nhau nhé, trên trần thế này, gọi là hai bên thông gia, các cụ có thể gọi nhau đi nhậu nhẹt uống rượu, thậm chí là bằng vai phải lứa, đúng không, bỗ bã các kiểu, nhưng mà xuống dưới âm phát nhé, đang ở nhà nội mà bạn khấn cái ông bên ngoại, tức là bố mẹ hoặc ông bà bên vợ, đúng không, những người mất rồi, thì bạn khấn về xin về đây còn lâu người ta về. Các bạn biết tại sao người ta bảo có phải nhà tao đâu mà tao vào, vì các bạn đã tiếp xúc đâu, các bạn chưa tiếp xúc nhiều đến mức độ như vậy, nên các bạn chưa gặp phải những cái ca người ta khó tính đến như vậy. Vì tôi đi làm rất nhiều, tôi gặp thậm chí có những trường hợp nhé, con bê cái giò chả ấy các bạn, làm lễ bê giò chả lên mà ra tiên các cụ còn nhập về vào người nhà, nói thẳng lúc có tôi đấy, nói thẳng luôn là tao thèm vào ăn cái thịt tăng tốc nhà chúng mày. Các bạn nhé, người ta không biết dùng cái từ tăng trọng đúng nhé, thịt lợn tăng trọng, người ta chỉ biết mô tả lại là tao không ăn cái thịt lợn tăng tốc của nhà chúng mày. Đấy là ra tiên nhập về người nhà nói trước mặt tôi, để các bạn biết là đừng, các bạn cứ nghĩ là các bạn thích mua gì là các bạn mua nhé, người ta biết hết. Người ta biết hết, nên là tôi mới nói là các bạn thành tâm thì mình phải thực sự thành tâm. Chứ mình, tôi vẫn nói rồi, mình thành tâm xong mình chạy ra chợ mình mua đại cái gì, hoặc là mình mua cái rẻ nhất, đúng không, xong mình bày lên bàn thờ, người ta biết hết các bạn ạ. Hoặc là bạn cứ ra bạn mua cái gì, tôi thấy nhiều bà nhiều chị ra mua Phật thủ xong đếm đếm, ngồi đếm mấy chục cái này, đếm chắc là đếm lẻ đếm chẵn này. Bình thường nó đã trả giá trị rồi, ngồi đếm cái đấy để làm gì đâu, mất công mất việc nghe mấy ông thầy, đúng không. Nên là nếu mà chúng ta thành tâm, chúng phải thành tâm thực sự, mua cái gì các cụ ăn được, ngửi được, mua cái mà gọi là Phật thủ thì tôi thấy mỗi tác dụng hình như chữa ho à. Các cụ viêm họng đâu mà mời các cụ Phật thủ lắm đấy, mời Phật thủ thì phải dẩy ít mật ong lên thì mới chữa viêm họng được chứ, mình phải thực tế đúng không. Bây giờ bạn cứ tưởng tượng người khác cứ mời bạn ăn đi ăn lại một thứ, các bạn có chấp nhận được không, đúng không. Thì tôi cũng làm rất nhiều clip mời lại khấn lại ra tiên không bao giờ về, đấy là quan điểm người ta rõ ràng rõ nét luôn. Còn nhiều nhà không biết thì bày từ đầu năm đến cuối năm xong em mang đi phân phát cho mọi người. Tôi đã nói là tôi có tận mấy người bạn luôn, một ông thầy phong thủy, một ông học ở khoa chung với tôi ngày xưa, để từ đầu năm đến cuối năm, tức là nó hết đát, nó hết hạn, có nhiều thứ nó hết rồi, xong mới bắt đầu đi phân phát cho mọi người, mang cả đến cho tôi. Nhưng mà không biết rằng tôi là khi cầm bất cứ cái gì, việc đầu tiên tôi nhìn nơi sản xuất, cái thứ hai tôi nhìn hạn sử dụng. Các bạn hình dung tôi cầm bất kỳ cái đồ ăn gì tôi phải nhìn hai thứ, một là mã vạch sản xuất nước nào, hai là thời hạn. Nhưng mình năm trước ông có gói miến, ông bảo quý lắm tặng mình, xong lúc đấy đang nói chuyện không để ý mà về mở ra nhìn hết hạn. Thế năm sau ông vẫn cho, thế mình nhìn luôn, mình bảo thẳng luôn, bảo hết hạn rồi ông tặng tôi làm gì. Thế lúc đấy nó ngại, trong từ đấy không tặng mình nữa. Cái đồ để trên bàn thờ một năm các bạn nhé, nó hết hạn bao đời rồi, xong mới bắt đầu mang xuống đi tặng người khác, ra tiên còn không dùng được nữa là đi tặng người khác làm cái gì, cái công đi tặng người khác vứt xỏ rác luôn cho tôi, đúng không. Mình hết đã đồ hết hạn rồi xong còn mang đi cho người khác, đấy là mức độ thành tâm. Thôi nhân tiện về bàn thờ chia sẻ một chút. Còn các bạn nếu muốn nội ngoại các bạn vẫn phải tách ra, các bạn để lật chung vào trên một mặt phẳng, các bạn xây nối kiểu gì không cần biết, cứ chung với nhau là người ta dỗi người ta không về. Còn cũng các bạn sẽ bảo tôi cứ để thế, điều kiện của tôi chỉ có thế, thì vợ chồng bạn sẽ cãi nhau suốt ngày. Tại sao cãi nhau? Vì các cụ phá mà. Mời ông kia không vào được, và cái ông bên này thì ông lại không muốn cho vào, nhà của tôi không cho ông vào. Các bạn hình dung không?
mà bạn cứ cố, bạn cố cái điều mà người âm không muốn thì người ta sẽ phá bạn. Và phá đơn giản nhất là làm cho hai ông, hai bên là cãi nhau hoài thôi, cứ động cái là cãi nhau. Các bạn cứ để ý mà xem, đấy là thực tế mà. Các bạn cứ cứ xem nhà nào mà thờ nội ngoại lẫn nhau, các bạn các thành viên luôn mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Mà đấy không phải tự nhiên, mà là ở trên người ta khó chịu thì người ta chọc gậy thôi. Gọi là bây giờ như YouTube gọi là chọc gậy bản quyền, đúng không?